Rồi được rồi, ngưng lại. Tắt luôn. Tắt ồn quá. Rồi. Tắt luôn đi, ồn lắm. Chào anh em quay lại kênh Duy Khánh nha. Hôm nay giới thiệu anh em một cái bộ dàn sới IH800 ha nè. Cái bộ này thì quá cũng nói là tương đối ok nha, mình chưa rửa nha nè, chưa rửa luôn nha, về sau để gan vậy luôn, chưa rửa nè. Anh thấy rửa này ra là đẹp nha, đó ha, nè ha, không có mục gì hết. Và đặc biệt cái con này thì bình dầu, nó bình dầu bằng nhựa nha nè, nên em xài rất là ok luôn, không có bị xét bình dầu hay gì ha. Chung máy móc là ok đẹp nè, rửa ra là bao đẹp chơi ha anh em. Đó chung là giờ cũng chỗ em chật quá, đẩy lần sau rửa cũng hơi lâu ha, để nguyên gì luôn anh em. Đấy, IH800. Và đặc biệt một điều nữa, bộ này là sên bìa nha anh em, giá thì rất là rẻ luôn, khoảng hơn chục triệu xíu thôi ha. Anh nào nào mà về mà chiên sới, con này về anh em nào mà chiên sới là thôi ha, quá tuyệt luôn ha. Cái bánh xe nó cũng rất là to luôn anh em, cái bánh nó nếu mà chính xác chắc khoảng 6 tấc á ha, đường kính bánh phân 6 tấc, rất là to đùng luôn ha, hơi là không có bị xì. Ok luôn, gai nguồn rất là dày ha. Xin bìa 3 số nha anh em, một số 3 số tới, một số ve. Sới thì có sới nhanh, sới chậm, giữa là ngưng sới ha, IH800. Đó, bình xăng nó, bình dầu nó bằng nhựa nên rất là ok ha. Đó, này là không có xì sọt gì trơn nha anh em. Đó. Anh thấy chỗ này nè, ha, post là ok nè. Rồi cái lưỡi dao sới nó còn rất là dày luôn anh em. Đó, anh thấy bển nó lâu ngày nó không sới để nè. Ha, còn dao sới là rất ok luôn. Và đặc biệt xin bìa thì anh em sới bảo đảm với anh em là ngon tuyệt vời ha. Bánh là ngon lành hết ha. Nguyên cái miếng da này cũng ok luôn ha. Giá hơn chục triệu xíu à, anh em nào cần thì cứ alo em ha. Rồi test chức năng đi. Đó. Sơ vậy thôi anh em. Hàng này bãi về nguyên zin nha, chưa qua đụng rửa chỉnh sửa, anh em lưu ý. Nè. Thắng đồ là nó rất là nhẹ nhàng luôn nha, mấy cái dây ga dây thắng nè. À, bóp một tay à. À ga nè ha, còn quay thì máy thì nó zin đét luôn ha. Quay nhẹ chạy thôi. Ha. Chạy là không có hơi khói gì hết nha anh em. Guarantee nè. Và đặc biệt con này là con bãi bạc đạn nha anh em, chạy bạc đạn nha. Nhỏ guarantee hết cỡ đi. À, rất là im. Rồi test chức năng đi, test bông sới. Rồi đây bông sới nhanh nha anh em ha, rất là ok luôn, không có kêu vậy á. Rồi dừng lại. Đây sới chậm đây nè nha. Rồi vừa chạy vừa sới luôn. Nha. Con này là full chức năng nha anh em. Ve sới luôn nha anh em. Rồi được rồi. Rồi tắt máy. Máy thì rất là ok luôn nha nè. Đó. Zin đét hết nha. Giang ma con này thì chắc đời cũng hơi cổ anh em, nhưng mà anh em nào mà về chiên sới thì con này là quá vip, tại thứ nhất là nó xên bìa nè. Ha, bánh nó lớn ha, chạy nó cũng lầy lúng thì nó cũng đỡ ha anh em. Bư rất là khỏe luôn ha. Đó, anh em thấy dưới nè. Dưới mình chưa rửa miếng nào luôn nha. Đó, con sới nó phải nói là rất là ok luôn nè, không có chảy nhớt nhau gì hết nha. Ha. Và đặc biệt con này nó thiết kế rất là hay anh em. Ha, nó thêm một lớp này nữa, lớp này là cao su ha. Đó. Không có, bởi vì nó không có một cái vàng này được nha anh em. Ha. Thiết kế thêm một cái lớp để nó chịu ha. Nó chịu khi mà đất phúng lên, nó phúng lên cái vàng này trước ha. Đó.
ha, còn xanh đơm bên trong nè anh em thấy không. Và đặc biệt con này mình chưa rửa nha anh em, nói cho anh em rõ hình dung ha, về xới cái là sạch sẽ thôi ha. Rồi giá bán con này là chính xác là 12 triệu chưa bao giờ vận chuyển, anh nào cần thì cứ alo em ha, số điện thoại 0908875468 nha nè. Cái động cơ là 8 ngựa nha anh em, chân ma 8 ngựa. Rồi chào tạm biệt anh em ha, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.